cả lớp nghe cô nói nè. Các con về nhà nhớ tập viết và đánh dần những gì mà hôm nay chúng ta đã học. Các con nhớ không? Dạ nhớ. Giỏi. Và khi về nhà, việc đầu tiên của chúng ta là chào ông bà, cha mẹ, anh chị. Giỏi quá. Bây giờ chúng ta đứng lên chào tạm biệt nhau ha. Dạ. Chúng em chào cô ạ. Giỏi. Rồi đi về không được chén lớn nghe chưa? Được rồi, lấy làm gì vậy? Mày làm gì mà mau xuống đó cản trúc trà lại cho tao. Mày lên cản lại. Ê, trúc trà kìa, trúc trà kìa. Cản lại. Ê, trúc trà, trúc trà. Đi đâu mà vội mà vàng vậy? Ba làm gì vậy? Tránh đường cho tôi đi về được không? Em. Sao mỗi lần gặp anh em cứ lẩn tránh hoài? Tôi không có lẩn tránh anh. Và tôi ghét cái cách mà anh xuất hiện trước mặt tôi đó anh Khương. Trời đất ơi, em có biết là ngày nào anh cũng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để gặp em có chút xíu không? Em có biết là anh ghiền cái giọng chửi của em lắm không? Ngày nào mà em không chửi anh là đêm anh không ăn, ngày anh không ngủ luôn á. Anh Khương à, tôi xin anh đó, anh làm ơn lịch sự giùm tôi một chút được không? Làm ơn đừng có chặn được con gái người ta như vậy. Trễ rồi, tôi phải về. Em muốn về không? Bây giờ chỉ cho em về nhưng với một điều kiện là em phải đi uống cà phê với anh. Tránh ra cho không, tôi đi về đi anh mà. Anh không cho em về. Em phải đi uống cà phê với anh rồi mới cho em về. Đi uống cà phê với anh. Vậy? Đi, đi. Mấy người buông ra đi. Thôi rồi. Tức thiệt. Ê, tính ra trúc trà cũng đẹp nhưng mà đâu có đẹp bằng hoa hậu đâu. Sao mày si nó dữ vậy? Ở ngoài kia kìa, biết bao cô chân dài mê mày. Tụi bay không có biết nhìn xa trông rộng gì hết á. Mấy đứa chân dài đẹp đẹp á, chỉ làm kiểng thôi, đi bên cạnh cho nó sang thôi. Còn lựa người vợ phải lựa người đảm đang, xinh đẹp, nết na, dễ thương, hiền lành, giống như là trúc trà vậy đó, biết không? Dạ cô ơi, xin lỗi làm phiền cô chút. Anh muốn hỏi gì? Đường nào ra thị trấn vậy cô? Anh lạc xa quá rồi. Ủa vậy hả? Tại cảnh này đẹp quá, cứ cắm mắt nhìn hoài, chạy hồi chạy vô đây luôn. Cô làm ơn chỉ giùm. Anh đi đường này xa lắm. Bây giờ tôi chỉ anh đường tắt nha. Dạ dạ. Anh đi theo đường này. Dạ dạ. Xong rồi anh gặp hai cái ngã ba, anh bỏ. Xong rồi anh gặp cái ngã tư, anh quẹo phải. Rồi anh đi thẳng, anh sẽ tới thị trấn. Nhắc lại nha, anh đi theo đường này, anh gặp hai cái ngã ba. Anh bỏ, anh không đi. Xong rồi anh gặp cái ngã tư, anh quẹo phải. Rồi đi thẳng tiếp nữa, anh sẽ gặp thị trấn. Dạ, cảm ơn cô giáo nhiều nghe. Sao anh biết tôi cô giáo? Thì tôi đoán vậy. Thấy mặc áo dài rồi có cặp sách, có thước dùng để gõ đầu trẻ nữa, nên tôi nghĩ vậy thôi. Còn tôi tưởng anh thầy bói. Thôi anh tranh thủ đi đi, một lát nữa sương xuống thì sẽ khó đi lắm. Dạ cảm ơn cô. Chúc anh thượng lộ bình an. Dạ chào cô.
Hồi nãy mà không có thằng cha đó là rủ Trúc Trà đi uống cà phê được rồi. Gì vậy? Cái tao đi xử ông đó. Giang hồ hèn, tối ngày đòi xử người già với con nít không. Gì nữa? Kệ tao, thằng điên này. Mày bị gì vậy? Mày làm mấy chuyện lạ quá. Ê, vậy có thằng nào nhìn la quắc ở trong địa bàn của mình kìa. Chắc mấy thằng dân đi phượt đi lạc thôi. Đúng rồi đó. Buồn quá. Ê, giờ sao mày? Nhậu. Xăng. Dạ, con chào bác. Ủa, cậu kiếm ai vậy? Dạ, con không kiếm ai, tại xe con hết xăng. Dạ, xin lỗi bác. Bác cho con hỏi, ở đây có chỗ nào bán xăng không bác? Chà, hết xăng chỗ này là căng lắm nha. Đó, cậu nhìn coi, chung quanh toàn là đồi trà và cà phê không à. Đâu có ai buôn bán gì đâu mà mua xăng. Dạ, từ đây ra thị trấn xa không bác? Mười mấy cây số nữa mới tới. Cũng tại con, cứ lo ngắm cảnh chạy một hồi chạy lạc vô đây luôn. Không biết là đi quá xa như vậy. Nhà tôi thì không có xăng sẵn cho cậu. Mà bây giờ cậu mà dắt chiếc xe này ra tới thị trấn thì trời cũng sập tối rồi. Chui lắm á nghe. Dạ thưa bác, đường xa mà trời cũng sắp tối rồi. Bác có thể cho con ngủ nhờ nhà bác một đêm được không bác? Sáng mai con sẽ kiếm chỗ đổ xăng rồi con đi nha bác. Cậu nghĩ là tôi có thể từ chối cậu sao? Dạ. Thôi được rồi, tối nay cậu ở đỡ đèn đêm đi. Rồi tôi sẽ nhờ người mua xăng cho cậu. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Thôi để con chạy xuống con dắt cái xe lên. Đó. Thưa ba, con mới về. Ừ, đây là con gái của tôi đó cậu. Nó mới đi dạy về. Nó tên là Trúc Trà, còn tôi là Ba Trung. Dạ, con tên là Võ Hiếu. Ừ. Ủa, là anh hả? Chào cô giáo. Ủa, hai đứa bộ quen nhau hả? Dạ không có, hồi nãy con gặp ảnh ở trên đồi trà. Con chỉ đưa cho ảnh ra thị trấn. Mà sao anh lại ở đây? À, xe tôi bị hết xăng. Ủa, nhà cô giáo đây hả? Dạ. Thôi thì ở đây nói chuyện rồi ráng tranh thủ vô nấu cơm nước nha. Hôm nay nhà có khách đó. Dạ. Chuẩn bị đi con. Dạ, mời anh ngồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ. Anh ngồi đi, để tôi pha nước cho anh uống. Dạ. Trà gần cho ấm bụng. Cảm ơn cô giáo Trúc Trà. Rất hân hạnh được gặp lại cô giáo nghe. Em cũng hân hạnh được gặp anh. À, tên cô giáo nghe lạ quá. Cuộc hội ngộ của mình cũng vậy. Lạ thiệt. Chà, trà thơm quá. Trà lá xanh ngoài giường nhà em á. Em cho ít gần vào trong cái ấm trà. À. Dạ. À, anh ngồi nghỉ nha, em xuống dưới bếp nấu cơm. À, Trúc Trà nè. Dạ. Nhà có gì ăn đó nha, đừng làm gì cầu kỳ tôi ngại lắm. Chỉ cần chén cơm trắng với lại rau luộc là được rồi.
Nhà quê mà, cơm trắng với rau luộc lúc nào cũng sẵn hết, anh đừng có lo. Dạ. Alo, má nè con. Má hả, con đây. Má đang định gọi điện thoại cho con á. Má ăn cơm nước gì chưa? Chút nữa mới ăn. Bây giờ con đang ở đâu vậy con? Dạ, con đang ở một nơi rất là thích má. Xung quanh toàn là đồi trà bạc ngàn luôn. Sương mù dày đặc cứ như là mây á. Ồ. À, con đang ở trong cái ngôi nhà gỗ rất là đẹp. Một ngôi nhà duy nhất trên ngọn đồi rất là đẹp má. Nghe con kể không á là biết đẹp rồi đó. Ủa, sao con ở đó vậy? Nhà của người quen hả con? Dạ, xe con bị hết xăng nên con xin nghỉ nhờ ở đây. Ờ. Bác chủ nhà rất là dễ thương mà. Bác đồng ý cho con ở nhờ qua đêm. Vậy hả con? Dạ. Vậy thì tốt rồi. Anh nè. Dạ. Ở đó sương nhiều lắm đó. Nhớ mặc áo ấm vô nha con. Dạ, con biết rồi má. Có gì con gọi lại cho má sau nha. Má lo ăn cơm đi. Ừ, má biết rồi. Dạ, vậy con cướp má nha má. Ừ. Con chào má. Cậu tranh thủ ra sao tắm rửa đi, xong cái lát ăn cơm chung với gia đình luôn. Dạ. Ừ. Dạ con vô nha bác. Ừ, vô đi. Trúc Trà ơi. Dạ. Con dẫn chỉ cậu Hiếu vô phòng tắm tắm nha. Rồi sẵn lấy cho ba chai rượu ra đây nghe. Dạ. Mời vào. Sao giờ này em vẫn chưa về nữa? Em vừa xong việc chuẩn bị về nè. Mấy hôm nay anh thấy thần thái em lạ lắm. Có chuyện gì hả? Em có chuyện gì đâu, em bình thường mà. Không, anh thấy khác lạ lắm. Đừng để ý đến em không sao đâu. Em về nha. Ờ, Chiêu Dương à, hay là anh đưa em đi ăn rồi đi nghe nhạc thư giãn nha. Lâm Phong à, không phải là em không biết tình cảm mà anh dành cho em, nhưng mà em không muốn có một mối quan hệ nào trên mức bạn bè cả. Chúng ta là những đối tác, hãy nghĩ về những dự án sắp tới thì hay hơn. Tại sao em cứ tự giam mình như vậy? Một mình em không thấy cô đơn sao? Đôi khi sự cô đơn cũng có cái thú vị của nó mà. Không phải là em thích gặm nhắm sự cô đơn, mà đơn giản là em đã quen với nó rồi. Với em, sự cô đơn cũng là một phần tự nhiên, giống như hơi thở hàng ngày thôi. Bây giờ em chỉ muốn về nhà. Cũng đành chịu thôi. Tiếc là em không cho anh cơ hội. Để lần khác nha. Chào anh. Mời cậu. Dạ. Uống cạn nha. Tôi thấy cậu uống cũng được lắm á. Mà cậu đi đâu mà lạc vô đây vậy? Dạ con đi du lịch. Đi du lịch? Dạ bác để con. Trời ơi, đi du lịch sao không tìm tới mấy thành phố lớn, mấy cái nơi hiện đại văn minh mà đi du lịch? Tự nhiên chui vô cái hốc bò tó rồi đi du lịch. Dạ cái này tuổi trẻ tụi con gọi là đi phượt. Ừ. Dạ đó là những cái chuyến đi mà mình không có kế hoạch sẵn á. Mình đi nhưng mà mình cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Đi vậy điều thú vị nhất là mình được chiêm ngưỡng thiên nhiên. Ừ. Và trải nghiệm cuộc sống của người dân ở những vùng đất mà mình đi qua. Nhưng mà tôi thấy á, nếu mà cậu đi kiểu như vậy á, là cậu phải rủ thêm vài người nữa. Biết sao không?
Dạ. Để trên đường đi nếu có xảy ra sự cố gì thì cũng có người giúp đỡ mình. Chứ cậu đi mình kiểu như vậy không an toàn đâu à nghe. Dạ. Thì hồi trước con cũng hay đi với nhóm, nhưng mà lần này con thích đi một mình. Ừ. Mà quê cậu đâu ta? Ba mẹ sao, khỏe không? Nhà có mấy anh em? Dạ, con quê ở miền Tây, Cần Thơ đó bác. À. Dạ, ba con thì mất lúc con còn nhỏ. Ừ. Má con khỏe. Dạ, với lại nhà con cũng chỉ có mình con thôi à. À, hôm nay cậu được nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 30. Nhà tôi có mình Trúc Trà thôi. Dạ. Mà má nó coi như Trúc Trà 2 tuổi là má nó mất. Tôi chịu cảnh gà trống nuôi con tới giờ luôn á. Vô. Dạ. Ủa bác ơi, con xin lỗi, sao con để ý thấy trên bàn thờ không có gì ảnh của bác gái? Hồi xưa tôi với bà khổ lắm. Tôi xuất thân từ trẻ mồ côi, gia cảnh của bà thì nói chung là không có cưới hỏi. Ăn còn không có ăn là lấy đâu ra tiền mà chụp hình chụp bóc. À, hồi xưa khổ dữ vậy hả bác? Ừ. Ba đừng có uống nữa, ba say rồi kìa. Ba. Ừ. Ba đừng có uống nữa, uống nhiều không có tốt đâu. Sai sai cái gì? Bình thường con cản ba không cho ba uống, nay có khách thì cho ba làm lai ra vài ly chứ. Dạ, con thấy uống vậy cũng được rồi bác. Chứ uống mà không ăn gì hết sốt ruột chết. Thôi mình vô nhà ăn cơm bác ơi. Nhà này ít khi có khách lắm. Đó, hai cha con sống ở cái nơi hẻo lánh gì nè. Hôm nay tự nhiên xuất hiện cậu. Thấy cậu ăn nói cũng đàng hoàng, người cũng chững chạc, tôi thấy vui. Dạ. Uống hết chỗ này đi rồi nghỉ nghe. Dạ dạ dạ. Vô. Vậy thôi để con vô con dọn cơm nha. Lát tôi nói với con gái tôi là tối nay cậu ngủ lại ở đây. Cậu thích ngủ trong phòng hay là ở ngoài bộ dáng này cũng được. Dạ thôi con ngủ ngoài bộ dáng đó cũng được rồi bác. Ờ vậy ha. Ờ ngủ ngoài bộ dáng thoải mái hơn. Uống lẹ đi. Dạ. Làm miếng nữa nha. Dạ. Ừ. Cô ơi, cà phê của cô nè. Cô ơi, tôi để cà phê ở đây nha.
Công việc mỗi sáng của em đó hả? Dạ. Buổi sáng á, em thường phơi những búp trà non còn đọng xương trên lá. Trà pha ra có mùi thơm rất đặc biệt. À, mà anh có biết công dụng của trà không? À, thì tốt cho tim mạch. Đúng rồi. À, chống lão quá. Giúp cho tinh thần mình bận sảng khoái, đúng không? Đúng rồi đó. Mà anh nè, đêm qua lại nhà, anh ngủ có ngon không? Hả? Anh ngủ ngon như chết, không biết trời đất gì luôn. Cứ như là ở nhà mình vậy đó. À, anh phải cảm ơn chiếc xe của anh hết xăng đúng lúc. Nhờ vậy anh mới có dịp ở lại nhà em đó chứ. Lúc nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà em, em rất là ngạc nhiên. Em có tin vào duyên số không? Em cũng không biết nữa. Anh thịnh tin đó. Giờ có duyên mình mới gặp được nhau đó. Thôi, ủa ba. Ừ. Thôi để em vô pha ấm trà cho ba và anh uống nha. Dạ bác ba. Ừ. Sắp có ba dậy đi làm sớm vậy bác ba. Ừ. Người già như tụi tôi á, có ngủ được nhiều đâu. Cứ 4:30 là tôi dậy rồi. Tôi lên trên đồi coi lại cái hồ nước để tưới tắm mấy cây trà đó mà. Dạ. Sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi? Đêm qua con ngủ ngon quá trời. Sáng dậy thấy tinh thần minh mẫn sảng khoái. Con rất thích không khí ở đây bác ba. Vậy hả? Dạ. Bác ba biết không? Ừ. Con là con đi rất nhiều nơi. Hầu như là khắp dải đất hình chữ S Việt Nam mình á, chỗ nào cũng có dấu chân của con. Nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên mà con có ấn tượng đặc biệt với một nơi mà con thấy nó bình yên, nó đẹp như tranh vẽ vậy. Thanh niên thời nay họ thích ở những cái nơi sôi động, hiện đại. Chứ ai mà như cậu thích ở cái chỗ yên bình, lặng lẽ, tĩnh lặng vậy. Ý thích của cậu có bộ khác lạ nghe. Ủa làm gì mà cậu nhìn tôi hoài vậy? Bộ có chuyện gì muốn nói hả? Bác ba tình ý quá. Tôi từng tuổi này á, con ruồi bay ngang tôi biết được cái luôn á. Dạ bác ba. Con muốn xin phép bác ba cho con ở lại đây vài ngày. Con thích cái khung cảnh ở đây, bình yên, dễ chịu. Thiệt tình bây giờ mà đi con tiếc lắm. Ở đây có cái gì vui đâu mà cậu xin ở đây. Tôi không tiếc mấy bữa cơm, chỉ sợ là cậu chán thôi. Dạ. Con mời ba, mời anh uống trà. Cảm ơn em. Để con không có chán đâu, bác ba đừng có lo. Bác ba cho con ở lại nha. Con dễ nuôi lắm. Bác ba cho con ăn cái gì cũng được hết á. Bác ba đi đâu cho con theo với.
À, để con đi công phụ bác ba hái trà nha. Cậu có biết hái trà không mà rồi đi theo? Dạ con làm được bác ba. Nếu mà chịu ăn cơm với rau thì cứ ở lại ha. Dạ con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Ừ. Trà, con vô chuẩn bị đồ ăn sáng đi con. Dạ. À, xin phép bác ba cho con vô công phụ rút trà nha. Ừ. Dạ. Anh Hiếu ơi, nhắm mắt lại em cũng thấy anh, mở mắt ra em cũng chỉ nghĩ về anh. Em phải làm sao đây hả anh Hiếu? Cô chủ. Cô chủ, cô có cần uống nước cam không? Tôi pha cho cô nha. Alo. Dạ ai đầu dây vậy ạ? Alo. À, tìm thằng Hiếu hả? Nó đổi số điện thoại mới rồi. Tìm nó có gì không? Tôi là má nó nè, có gì tôi nhắn lại cho. Alo. Alo. Ai vậy? Mới sáng sớm ai gọi không biết nữa. Gọi mà không chịu nói gì hết trơn. Alo, sao chị Dương? Anh Quý hả? Anh khỏe không? Ừ, anh khỏe. À, mà mới sáng sớm Dương gọi cho anh có chuyện gì hả? Dạ, em muốn hỏi thăm. À, em muốn hỏi thăm chuyện của Võ Hiếu đúng không? Dạ, em có gọi đến nhà của anh Hiếu. Mà em gặp bác gái, em ngại quá. Anh Hiếu bỏ số cũ rồi, anh có biết số mới của ảnh không? Võ Hiếu xài số mới, nhưng mà không cho ai biết hết. Ngay cả anh cũng vậy nữa. Hiếu nói cho anh, khi nào cần đến thì Hiếu sẽ liên lạc. Anh Quý, em muốn gặp anh Hiếu lắm, anh có cách nào giúp em không? Dương nè, Hiếu đi xa rồi. Cái gì?
Đi xa? Tại sao anh Hiếu lại đi xa? Mà anh Hiếu đi đâu chứ? Thật sự á, anh cũng không biết chính xác là Hiếu đang ở đâu. Anh cũng không liên lạc được với Hiếu. À, Chiêu Chương nè, anh nghĩ là chúng ta nên cho Hiếu một khoảng lặng đi. Đừng có quấy rầy cậu ấy trong thời gian này nữa. Thôi em gấp máy đây. Anh Quý, mà khi nào anh Hiếu ảnh cho anh số điện thoại mới, anh nhớ cho em biết nha. Ok, anh biết rồi. Dạ, cảm ơn anh. Em chào anh. Bye em. Lẽ ra hai người là một cặp đẹp đôi, tại sao lại có kết cục đáng buồn như vậy? Anh Hiếu đi đâu chứ? Anh đi đâu? Dạ,
con chào bác. Sao cô lì quá vậy? Cô muốn tôi phải làm sao thì cô mới buông tha con trai tôi đây? Dạ con, tôi quỳ xuống đây tôi lại cô thì cô mới vừa lòng phải không? Dạ con xin bác, bác đừng làm vậy. Bác làm ơn cho con biết anh Hiếu đang ở đâu được không bác? Con cần gặp anh Hiếu lắm. Con trai tôi đang ở đâu cô không cần phải biết. Bác ơi, con biết là con đã sai. Con mong bác và anh Hiếu hãy cho con cơ hội. Chẳng có cơ hội nào dành cho một kẻ quỷ quyệt nhiều thủ đoạn như cô. Cô biết không, con trai tôi vì yêu cô cho nên nó đã trả cái giá quá đắt. Chính cô đã đẩy nó vào tù 3 năm nay. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cái chuyện này sao? Con xin bác từ bi rộng lượng với con. Con yêu anh Hiếu và con không thể nào sống mà thiếu ảnh được. Con hứa là con sẽ thay đổi. Con sẽ làm tất cả mọi thứ để cho bác và anh Hiếu chấp nhận con. Con xin bác mà bác. Bản chất ma mạnh của cô có thể thay đổi được sao? Mọi người đều lầm khi nhìn cái vẻ ngoan hiền bên ngoài của cô. Tôi hiểu vì sao cô ra nông nỗi này. Một đứa con gái không có cha mẹ ở bên cạnh dạy dỗ, cô giống như ngựa quan chạy lạc đường. Những gì cô gây ra cô phải chịu trách nhiệm. Đừng xin người khác phải tha thứ cho mình. Cô có nói gì thì mãi mãi tôi không chấp nhận cô bước một bước vào nhà của tôi đâu. Về đi, tôi không muốn thấy mặt cô một lần nào nữa. Cô về đi. Là một đứa không cha không mẹ, đâu có ai dạy dỗ mình. Bà con ở đây sống chủ yếu là nhờ cây trà, nhưng mà cứ bị thương lái ép giá như vậy thì làm sao sống nổi bác ba. Người nông dân thấp cổ bé họng làm được gì đâu cậu. Họ quần quật làm việc cả ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mà công cán thì bị tính rẻ mạt, chỉ có cái tụi gian thương là nó giàu thôi. Ủa mà chẳng lẽ ở đây chỉ có mỗi nhà ông Kha thu mua trà thôi hả bác? Thật ra trước đây cũng nhiều người lắm, nhưng mà ông ta ghê gớm lắm cậu. Dùng rất là nhiều thủ đoạn, từ đe dọa cho tới làm cho họ bị phá sản. Dạ. Rồi cuối cùng chiếm toàn bộ ở đây thôi. Chính quyền ở đây có biết chuyện đó không bác? Chẳng lẽ họ không có động thái nào hỗ trợ bà con nông dân mình hết hả? Ai ở đây mà không biết chuyện gia đình nó làm đâu. Nhưng mà họ ngại. Lớp bị mua chuộc, lớp sợ đối đầu. Rồi cuối cùng mọi chuyện cho qua luôn. Ừ. Sao lại như vậy được chứ? Cả ngày làm không sao, giờ thấy đau lưng quá. Thôi tôi đi nghỉ trước nha. Cậu cứ ngồi đây uống trà. Dạ, nha. Dạ ba nghỉ sớm ba, được ba. Trà con mới pha nè ba, ba uống đi ba. Thôi ba đau lưng quá, ba vô nằm nghỉ một chút. Vậy con thoa dầu nóng cho ba nha. Ừ, để lát đi. Trời lạnh sao anh không vô nhà? Ngồi ngoài này suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Anh đang suy nghĩ gì? Trúc Trà biết không, má anh dưới quê á có một cái sở thích rất đặc biệt, đó là thích uống trà. Trà táo đỏ. Trà táo đỏ? Ừ. Cái tên nghe lạ quá, lần đầu tiên em nghe á. Thiệt hả? Ừ. Trà phải là loại trà ngon như là trà ô long chẳng hạn. Nước là phải đun sôi cho thật kỹ,
Bình vừa tách trà phải tráng qua nước sôi kỹ rồi mới pha trà. Rồi mình dùng loại táo là táo đỏ hay còn gọi là táo tàu đó. Trúc Trà biết không? Dạ, em biết. Rồi táo mình cho vào cái bình trà, rồi mình để khoảng vài phút để cho cả nước trà và nước táo đều ra luôn. Xong rồi mình rót trà vào tách, vớt những trái táo đỏ bỏ vào, đậy nắp lại, để vài phút rồi mình thưởng thức. Mà phải thưởng thức lúc nóng nha, nó mới thơm mới ngon. Em là dân xứ trà, nhưng mà em không có uống trà cầu kỳ như vậy. Mà em cũng chưa từng thử qua trà táo đỏ này, nhưng nghe hấp dẫn lắm. Má anh nói trà táo đỏ này xuất xứ của giới quý tộc ngày xưa. À, trà táo đỏ vừa trà ô long kết hợp với vị táo đỏ sẽ cho ra một thức uống rất tốt cho sức khỏe, giúp cho thanh lọc cơ thể nè, rồi lại làm cho đẹp da nữa. Vậy anh nhìn những lá trà ở đây, anh nhớ trà táo đỏ hay là nhớ má? Không khí này với lại tách trà táo đỏ của má, anh vừa nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng gì? Tại sao anh không thể lập nghiệp ở đây? Ở đây nguyên liệu trà dồi dào, mình chỉ cần xây dựng nhà máy sản xuất trà sạch kết hợp với táo đỏ, anh sẽ cho ra thị trường một sản phẩm độc nhất vô nhị, trà táo đỏ, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Ý tưởng hay lắm, mà anh nghiêm túc chứ? Anh biết là từ ý tưởng đến hành động thì khá là xa, nhưng mà anh là anh quyết tâm, anh nuôi dưỡng ý tưởng này thật nghiêm túc. Em tin là anh sẽ làm được. Anh thật sự muốn thay đổi, muốn làm lại từ đầu. Anh rất thích cái sự bình yên ở đây. Có lẽ cuộc sống đô hội không còn phù hợp với anh nữa. Tao nghe nè. Thằng quỷ, mày tính chơi trò mất tích với tao luôn đó hả? Đâu có, tao định đi tàu lặn một thời gian thôi. Mày khỏe không? Tao khỏe. Mày đang ở đâu vậy? Tâm trạng của mày bây giờ đã ổn chưa? Tao đang ở một nơi rất bình yên. Dùng đất ở đây làm cho tao nảy sinh nhiều ý tưởng mới. Tao muốn dừng chân lập nghiệp ở đây. Ê. Mày nghiêm túc đó hả? Dùng đất đó có gì hay mà giữ được chân gã lãng tử như chỗ Hiếu ta. Mày tính làm gì ở đó? Để giờ tao nói cho mày nghe. Bây giờ mọi thứ còn đang nằm trong đầu thôi. Vậy ha, tao cần thêm một chút thời gian để xác định. Được, mày cứ từ từ đi, không có vội. Nhưng mà nè, mày thấy khả thi á thì cứ bàn với tao. Tao bạn chí tốt của mày sẵn sàng đi chung với mày. Vậy là tốt, tao tin là mày sẽ thích cái ý tưởng kinh doanh này của tao. Thôi vậy nha, mày làm việc đi. Khi nào về tới tao sẽ hú nha. Ok, bye bye mày. Ê, khoan khoan. Hả? Khoan khoan. Gì nữa? Nghe nè, tao có chuyện này muốn nói với mày. Hả? Chuyện gì? Chiêu Chương á gọi điện thoại cho tao hỏi thăm mày. Muốn xin số của mày đó. Mày có cho không? Hiếu. Hiếu. Mày còn đó không? Sao trả lời tao? Thôi thôi, đừng cho Chiêu Chương biết gì về tao hết. Mày chắc chưa vậy? Tao với Chiêu Dương sẽ không có kết quả tốt đâu. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nên kết thúc thì tốt. Được rồi, tao hiểu rồi. Vậy thì mày cũng đừng bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Mày cứ làm những gì mà mày muốn. Ok, cảm ơn mày. Bye bye nha. Chiêu Chương. Anh Quý, anh ngồi đi. Em cứ tưởng là anh không tới chứ.
Dương gọi cháy máy như vậy sao anh không đến cho được? Anh em uống với em một chút. Ngay cả một người hiền lành với anh mà cũng muốn tránh mặt em hay sao? Nhìn mặt em giống con quỷ lắm hả? Sao mọi người lại xa lánh em như vậy? Sao kỳ vậy hả anh? Tại sao mọi người lại xa lánh em như vậy? Dương nè, em say quá rồi. Tại sao mọi người lại xa lánh Dương em nè, như vậy? Em say rồi. Em không có sai. Đi về. Đi về hả? Về làm gì? Đâu có ai chờ em ở nhà đâu. Tại sao cuộc đời em lại luôn gặp bất hạnh như vậy? Cứ tưởng chừng như đã thoát ra rồi thì lập tức lại có một cái thòng lọng vô hình trồng vô đầu em. Tại sao? Tại sao mọi người lại muốn bắt tử em? Muốn bắt tử em hay sao? Dương nè, đừng có nghĩ tới chuyện tiêu cực như vậy. Anh có biết là 3 năm Võ Hiếu ở trong tù là 3 năm em sống trong rải rứt. Em biết tất cả là vì em mà anh mới ra nông nổi như vậy. Bây giờ em muốn chuộc lại lỗi lầm. Em sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho anh. Em có thể làm tất cả mọi thứ để có thể chuộc lỗi. Dương nè, theo anh biết, Võ Hiếu không muốn hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Cách tốt nhất á, là Dương nên để cho Võ Hiếu lựa chọn mối duyên mới cho mình. Dương Quỳnh Hiếu đi. Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Anh Quý. Hả? Anh có số điện thoại của Võ Hiếu không? Em muốn nói chuyện với anh một lần cuối. Em không làm phiền anh nữa đâu. Anh không thể. Em biết là anh còn liên lạc với anh. Anh ở lòng nào nhìn em đau khổ đến chết như vậy hả? Anh không giúp em được sao anh Quý? Em xin anh. Dương nè, Dương đừng uống nữa. Em chỉ muốn gặp Võ Hiếu thôi mà. Tại sao mọi người không cho em gặp Võ Hiếu? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Thôi cậu nghỉ tay một chút đi, vết thương trên tay của cậu chưa có lành đâu. Dạ con không sao đâu bác ba. Ba. Hả? Để con pha cho ba ấm trà mới. Thôi được rồi, để ba pha cho. Alo. Alo Hiếu hả? Gì vậy? Bất đắc dĩ lắm tao mới gọi cho mày nè. Có gì mà giọng mày nghiêm trọng vậy? Chiều Dương đang say mềm kìa. Cổ gọi tao suốt à? Không tới là không được. Nè, Chiều Dương 12 muốn xin số điện thoại của mày. Bây giờ tao tính sao? Mày nghĩ cách đi. Tao mà biết thì tao cho đó. Thôi thôi đừng. Mày nói với cổ là khi nào về tao sẽ gặp cổ nha. Còn số điện thoại của tao mày đừng có cho. Tao không muốn cổ làm phiền tao. Ừ vậy đi. Giờ tao vô trong đó còn sao đã. Mày đó, lo về giải quyết chuyện đi. Tao thấy Chiêu Dương không dễ buông tha cho mày đâu. Tao biết cách giải quyết mà. Mày đừng có lo. Bye nha. Bye mày.
Hình như là có chuyện gì làm cho anh lo lắng hả? Ở nhà có chuyện gì hả anh? À, cũng không có gì. Thằng bạn anh dưới quê nó gọi lên nó hỏi thăm anh vậy mà. Không có gì đâu. Hình như là có điều gì làm cho anh lo lắng đúng không? Ở nhà có chuyện gì hả anh? À, không có gì em. Chỉ là cuộc điện thoại của thằng bạn thân thôi. Để anh phụ em. À, đừng anh. Ừ? Tay anh chưa lành, làm mạnh quá vết thương sẽ bị hở đó. Anh không sao mà, Trúc Trà đừng có lo. Nè nè, cậu đừng có coi thường cái vết thương nhỏ nghe. Mới có mấy ngày làm sao mà lành được. Con cảm ơn bác ba với Trúc Trà nhiều lắm. Ở đây có mấy ngày con làm phiền nhà mình nhiều quá. Ôi, có gì đâu mà cảm ơn. Chuyện này cậu cũng đâu có muốn đâu. Ờ, nói thiệt nghe, sau cái trận ẩu đả đó, may là cậu không có bị gì trầm trọng á. Lỡ mà cậu có chuyện gì á, chắc là tôi ân hận lắm á. Nè anh. Cảm ơn em. Chuyện cũng bắt đầu từ em mà ra. Mấy người đó chắc chắn là do Duy Khương sai tới đánh anh rồi. Em thấy có lỗi quá. Trúc Trà có lỗi gì đâu. Nói thiệt là tôi không có ngại va chạm với mấy người đó đâu. Chỉ là lần sau sẽ đề phòng hơn. Sau này còn ra đây làm ăn, chẳng lẽ cứ tránh mặt họ hoài gì sao được hả bác ba? Cậu nghiêm túc cái ý tưởng lập nghiệp ở đây sao? Dạ, còn ở đây thời gian qua con đã nghiên cứu, tham quan nhiều chỗ. Đất ở đây có thể làm ăn được, con tin là vậy. Bây giờ con về để bàn với má con, rồi con sẽ chốt lại tất cả mọi thứ. Quan trọng là bác ba với mọi người ở đây có ủng hộ cho con hay không thôi. Bà con ở đây sẽ ủng hộ cho cậu. Nếu mà cậu xây nhà máy á, thu mua trực tiếp trà cho bà con á, đó, không để cho gia đình ông Kha ép giá bà con nữa, chắc chắn đây là tin vui của mọi người, không chỉ riêng tôi đâu. Con sẽ có nhiều động lực hơn nếu như bác ba và mọi người ở đây ủng hộ con. Dạ cho em gửi. Cho anh cà phê đá nha em. Dạ. Ê, Chịu xuất hiện gặp tao rồi đó hả? Mày thấy tao giữ uy tín không? Về tới Sài Gòn là gọi cho mày liền. Uống gì gọi đi, tao mới gọi rồi. À, em ơi. Dạ. Ly cà phê. Nè. Hả? Chuyến đi có khả quan không? Nói thiệt nghe, thần sắc của mày á đã tốt hơn rồi đó. Cảm ơn em. Dạ. Cái đầu bây giờ nhẹ hơn, có thể nghĩ ra được nhiều thứ, chứ không có ngu ngu như lúc mới lên. Nè, tao nghi lắm nha. Tao không có tin là mày lại phát hiện ra một nơi lập nghiệp mới mà có thể làm cho mày tỉnh táo và sảng khoái tới vậy. À, cái này chắc chắn mày đã gặp được một mỹ nhân nào đó tuyệt đẹp đúng không? Thì mày cứ việc đoán, bí mật tao vẫn giữ, tao chưa thể nói với mày được. Tao đoán đúng y à. Nè. Ừ? Hay là ở lại Sài Gòn vài ngày đi. Không, tối tao về luôn. Mày làm gì vội vậy? Mày cứ ở lại chơi vài ngày đi, tao lo hết cho. Thôi, nhớ má nhà quá, chạy về gặp má chút. Nhưng mà trước khi về, tao phải giải quyết một chuyện. À, chuyện của Chiêu chưa? Điện thoại.
Em nghe nè anh Quý. Anh đây. Anh Võ Hiếu. Anh gặp em một chút được không? Anh chịu gặp em là sao? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở Sài Gòn. Nhưng tối anh về Cần Thơ rồi. Vậy anh tới nhà em nha. Không, anh không muốn bước vào ngôi nhà nào đó nữa. Em ra ngoài gặp anh. Chỗ cũ. Được, em sẽ đến. Anh đợi em nha. Anh đợi. Mời em. Dạ. Anh Hiếu chị gặp mình rồi, nhưng mà không thể để anh ấy nhìn thấy mình trong tình trạng này. Anh Hiếu rất muốn mình xuất hiện trong gương mặt xinh đẹp. Cứu hộ xe phải không ạ? Máy của tôi đang thành pin cho nên là tôi không nghe được. Nhưng mà có chuyện gì không dừng? Hai người đã gặp nhau chưa?
Trời ơi, thôi 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 thôi, mấy công việc này để má làm. Thôi, con làm được mà, má để con. Vậy má vô nấu đồ ăn sáng nha con. Dạ. Ờ, má. Hả? Nhà mình còn hạt giống rau không má? Chi vậy con? Con tính cuốc đất trồng mấy luống rau sạch cho má ăn. Để má qua nhà cô hai má lấy. Dạ. Nè, làm xong vô ăn sáng nha con. Dạ dạ. Đi đâu cũng nhớ tới tô bún mắm đặc biệt của má. Rồi nhiều khi mà thèm quá má biết không, tối ngủ nằm mơ luôn. Con ăn nữa không, má múc thêm cho con nha. Thôi thôi con no lắm rồi, đợi xíu nữa con ăn. Má uống trà táo đỏ không, con pha cho má nha. Khỏi đi con, uống trà táo đỏ này nè phải có thời gian nhâm nhi thì nó mới ngon. Dạ. Má uống cam được rồi. Mà con nói với má rồi đó, má bớt công việc của má lại đi, giờ đâu còn gì má phải làm nhiều vậy. Quan trọng là sức khỏe của má đó. Công việc hai mươi mấy năm nay má quen rồi, cứ như vậy mà làm. Má quen rồi, với lại má còn sức khỏe là cứ làm việc, ngồi không làm gì. Dạ. Nè, khi nào mà con ổn định á, lấy vợ sanh con rồi, má bỏ luôn nghề để mà chăm sóc cháu nội. Ờ má, công việc bữa con bàn với má, má suy nghĩ sao rồi? Nghe con nói vậy thì mấy hôm nay má suy nghĩ nhiều lắm. Thấy con quyết tâm làm lại từ đầu, má vui lắm. Nhưng má lo cho con đất lạ xứ người, bắt đầu lại trong một lĩnh vực mới, má sợ con thất bại phải không? Dự án con đưa ra má rất thích. Ngoài công việc kinh doanh kiếm tiền, điều quan trọng nhất là hướng tới cộng đồng. Với những thực phẩm xanh, sạch, giúp cho người tiêu dùng tăng cường thêm sức khỏe là điều con nên làm. Dạ, con cũng suy nghĩ nhiều rồi. Con thấy hiện bây giờ cái vấn đề thực phẩm bẩn nè, rồi ô nhiễm môi trường nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe con người ta rất nhiều. Hơn nữa xã hội ngày càng phát triển, thay vì trước đây người ta chỉ lo ăn cho no, mặc cho ấm, thì bây giờ người ta lo là ăn thì phải ăn ngon, ăn bổ, mặc thì phải mặc cho đẹp. Vì vậy dòng trà táo đỏ mà cũng muốn đưa ra thị trường rất được người tiêu dùng ưa chuộng, mà đặc biệt là những người biết quan tâm đến sức khỏe của họ. Sự khủng hoảng niềm tin đang lan tỏa trên diện rộng, ăn uống gì cũng sợ chết hết á. Hiện bây giờ thị trường thực sự đang khan hiếm những thương hiệu uy tín. Dạ. Hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người, má thiết nghĩ con đang đi đúng đường đúng hướng đó. Vậy là má ủng hộ con. Ừ, má ủng hộ. Dạ. Đương nhiên là má phải ủng hộ con. Dạ. Nhưng mà má cần con phải cân nhắc lại. Dạ. Con phải cân nhắc thật kỹ trước khi vào dự án. Thành công hay thất bại ở trong kinh doanh này là bước đầu đó. Dạ. Con phải am hiểu về ngành nghề mình làm khoảng 70-80% thì có thể trực tiếp quản lý, không để cho người khác qua mặt mình được. Con hiểu chưa? Dạ, con biết. Ừ. Mọi thứ không đơn giản. Trước khi chính thức bắt tay, con cũng cần có thêm thời gian để nghiên cứu về việc trồng trà. Ừ. Rồi kỹ thuật nhà máy sản xuất hiện đại. Ừ. Vấn đề quan trọng bây giờ là nguồn vốn mà. Con, má có dành dụm được một ít, nhưng số tiền dành cho dự án của con không có đủ đâu. À, má có thể bán đi một lô đất mà má đã đầu tư trước đây. Nếu mà không đủ, má bàn với cô hai xin bán đất Hương Quả mà ông nội để lại cho ba con. Dạ, con cũng định kêu gọi bạn bè góp vô dự án này. Ừ. Má. Ừ? Con sẽ trực tiếp điều hành nhà máy sản xuất. Con sẽ cho ra đời sản phẩm mang thương hiệu của má, trà táo đỏ. Má, má đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Má đang nhớ lại thời nông dại của con. Giờ thì con đã chững chạc hơn nhiều. Lỗi lầm trong quá khứ sẽ là kinh nghiệm cho tương lai của con. Ừ.
Chị Tư hả? Tôi đang nghe nè. Trời ơi, chị về lẹ đem tiền qua cho tôi chờ nãy giờ, lâu quá vậy chị. Ôi trời ơi, tôi quên rồi, xin lỗi chị nha. Thôi được rồi, để tôi vô tôi lấy tiền tôi giao liền cho chị nha. Lẹ nha chị. Chị đợi tôi nha. Gì vậy má? Má đi giao tiền cho người ta. Dạ.